Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một đội hình tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay với một phân khúc rất ngon bổ rẻ thôi. Chỉ tầm khoảng 500 tỷ thôi, anh em sẽ có một Rondo của mùa đi để trở về. Tôi sẽ cùng với Ro mùa giải này để build cho anh em một đội hình của Bồ Đào Nha, kết hợp với 450 tỷ gọi nhanh là tầm khoảng 500 tỷ, mạnh nhất tầm giá. Tôi sẽ cố gắng làm sao cho cái tầm 500 tỷ này mà anh em sẽ mạnh như một đội hình khoảng 1000 tỷ anh em nhá. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên đồ với Portugal Bồ Đào Nha. Thực ra anh em nhiều anh em fan bồ phết và muốn build đội hình có Ronaldo thì tôi nghĩ đây là một cái lựa chọn mà anh em không thể bỏ qua. Đây là form cộng 5 này. Mình sẽ kết hợp cho anh em hai form cộng 5 và hai form cộng 8. Anh em nào build sau này anh em có thể tự build cũng có thể làm được nhá. Hàng công thì chắc chắn anh em sẽ có Ronaldo rồi. Và bây giờ chúng ta có một vài những lựa chọn xung quanh. 450 tỷ xung quanh thì tầm khoảng mỗi con nằm 50. Hàng công thì có thể lên lên một tí. Hàng công có thể tầm khoảng mỗi con tầm gần 100 được. Eusebio. Eusebio. Con này thì đắt quá anh em nhỉ. Con này đắt quá này. Con đang này hơi ảo nữa này. Tôi nghĩ là phải có tí cụ ấy. Ronaldo rẻ đấy nhở. Ronaldo về có 40 ấy. Đây là những cái lựa chọn mà anh em có thể lên đồ này. Một cánh có thể làm con Jota chạy được ấy chứ. Jota chân 55. Leao. Leao này mùa rẻ rồi. Leao 6-80 à. Tôi nghĩ là phải có một con Eusebio anh em ạ. Nhưng mà con này xuống tiền con này được không nhở. 110. Hơi ảo một tí thôi. Nếu mà đỡ ảo anh em làm con BTB6 đi. Phải tầm 94 tỷ. Một cánh khả năng là con Leao này được rồi này. Leao chạy cánh rất ngon. Tôi sẽ định lấy sau Leao, Jota. Đều là những lựa chọn tương đối cháy phố. Figo có mùa nào ổn không? Thực ra Figo là con hàng chạy cánh tuyển anh em nhé. Figo nếu mà có mùa nào vừa tiền này anh em vụt được. Figo lại giá ảo hết nhỉ. Figo cap lại giá điêu vậy. Figo FA đã được không? FA này đều có ma tốc độ à? MS mới có ma tốc độ. BTB mới có ma tốc độ à? Phải là con BTB 6 anh em ạ. Phải là BTB đấy. LL cứ này cao quá. Tầm tài chính này nó hơi vượt rồi. Nếu mà làm con cáp thì anh em làm mẹ con BTB6 còn nghe ổn hơn. Con này có 20. Hàng thủ hiện tại thì với cái form tiền này, Ruben Dias à? Thằng Danilo là CB được không? Chưa vào tôi đá thằng Danilo là CB cả. 30. Thằng Dias khó mua ấy nhở. Dias này sao giá mùa sao nó cao ấy nhở. Làm con Dias mà sao không thấy con nào nhở. Dias giá thằng đéo nào cũng cao ấy nhở. Nào EU24 à? Dias mùa này ở hợp lý này. Khi làm quả Dias mùa này thôi nó vừa tiền anh em ạ. 43 tỷ. Đây con này 53 tỷ vụt luôn đi nhá. Có khi form 8 có vẻ nó vừa mồm hơn anh em ạ. Đấy quả form 8 nghe nó ok hơn đấy. Tính ra lâu lâu chưa build form rẻ này nhìn cũng cấn nhỉ. PP. Đấy quả form 5 nên một con form 5 nên con rẻ rẻ thôi. Hàng thủ chỉ cần thế thôi anh ạ. Có con Dias là được rồi tại vì phải có Dias. PP FS thôi nhỉ. Tầm này PP à, PP có mùa này nữa này. Mùa 23 u thôi mùa này được rồi đấy. Mùa này ngon đấy. PP mùa này nó to thế nhở. À tiền vệ đánh chặn. Mẹ tính ra CDM của cái team này nó cũng hơi yếu đấy nhở. William Cavanho thì hơi chậm này. Martin Unek mua được không? Cái form này khó chọn nhở. Tiền vệ nhìn khó chọn thật đấy. Từ. Con này được này, con này chạy được này. Danilo này. Sergio Oliveira nhở. Hay là tí Oliveira nhở. Con này là ok này. Danilo con này đánh chặn khá là ngon. Tầm tiền này anh em mua này nó ổn. Có cộng 8, 30. Cancelo từ xem form Cancelo nào. Cancelo nhiều mùa nó to ảo lắm. Đấy, Cancelo nó không vừa tiền lắm đâu. Mùa to mà để đá CDM phải tầm 100 tỷ cơ anh em ạ. Form 8 này tôi thích nhất con Renato Sanchez này. Con này hơn 100 liền, mẹ nó hơi bí nhỉ. Con này mà dí vào hơi bí nhỉ. Con này 19 tỷ vậy nhá. Renato Sanchez, Cancelo nếu mà L7 thì bao nhiêu? 50 à? Cũng có thể ok đấy. Con này đẩy lên đá CDM cùng với Renato Sanchez cũng hợp lý nhá. Mùa này sút cũng khá là ngon rồi. 50 được anh ạ, 50 bú được nhá. Tôi lấy Cancelo và Renato Sanchez đều mức thẻ cộng 7 anh em ạ. Thế này ok rồi. Cân lương này. Ronaldo này. Từ anh em, Ronaldo nhá. Cân lại này. Thế đội hình này chắc không phải cân lương đâu. Sanchez. Và ở đây là Cancelo. Hai con cộng 7. Dias 8. Dias mà không mua anh em phải mua mấy con ảo tầm 100 tỷ cũng hơi khó chịu. PP Dias là ngon rồi. Cặp trung vệ vẫn đá cho tới thể hiện tại luôn mà. Sợ. Figo nhá, Figo 6 này. Còn một cánh nữa tôi nghĩ là lấy Leao bên này là được rồi. Rafael Leao. Leao mấy này mùa này ảo nhờ. Làm quả FPL 6 là được rồi đấy. 6 hay là 5 thôi nhỉ.
Có cái EU24 này nhìn chỉ số cũng ổn phết đấy chứ, không đến nỗi tệ đâu nha. Nani được, đá Nani được. Nani xem có mua gì. Nani mua 7 này không có tiền anh em ạ, khó đấy. Tiền của mình đang hơi thấp. BTB 7 được, đá mẹ Nani chạy cánh nhìn cũng vua mà. Nani chạy cánh mềm lắm đấy. Vâng là lấy anh em lấy EU cũng được, nhưng hoặc là lấy Nani hoặc là Future đi. Future đâu nhỉ? Future 70 này vua luôn đấy. Ôi làm con Future đi, 76 tỷ. Future, tôi nghĩ là phải làm con Future 8 ở đây đấy. Ở hiện tại có mấy con 8 nhỉ? 1 này, 2 con này, 2 con 8 thì cũng hơi khó để làm đường full 8 được. Thôi, con nào dùng con đấy rồi, đéo. Con nào ổn là vượt thôi. Semedo 7 này, món quà nó đấy. Cộng 5 có download à? Download đắt thế nhỉ? Download 112. Hay lấy mẹ Semedo thôi, Semedo giỏ, rẻ. Semedo mùa này hoặc là mùa này, mùa BTB rẻ hơn nhiều. Thôi lấy Semedo thôi anh em ạ, Semedo nó rẻ quá. 11 tỷ tư là đủ chơi rồi. Tại vì hậu vệ mình mua kia to quá, to hơn là tiền đạo nên hơi chớ. Semedo 7 là đủ rồi. Bên trái nè, bên trái Nuno 7 nhá. Nuno 7 min là nó về. Nuno vào đây, Nuno Mendes SPL cộng 7. Đấy, nói chung là đội hình của chúng ta cũng đều mà không có vị trí nào nó thấp quá anh em ạ, đều là ok hết nhá. Thủ môn thì anh em tận dụng thằng thủ môn đang có cũng được. Thằng này rẻ quá nhỉ, khi làm con thủ môn khác đi. Mà tí GK đi, cho nó 120 chỉ số tổng hết luôn cho nó đẹp anh em ạ. Con nào phải có giao dịch anh em mới mua được nhá. Không có giao dịch đéo mua nổi. Đây đây con này anh em ạ, đây con này cộng 7 này. Con này có 1 đối 1 nhá. Rupatisio mùa này có 1 đối 1 mua được. Anh em là 7 tỷ 2 là về thôi, mặc cả dần dần thôi. Được chưa, còn mấy chục tỷ tôi nghĩ là anh em phải mua thêm dự bị nữa. 34 tỷ để mua dự bị. Thì anh em phải mua thêm một vài con nhá, để có thể thay đổi này. Tôi nghĩ là Lani này. Nani anh em làm một con cộng 5 đi. Con này cộng 6 cũng được nhé, Nani BTB chạy cũng được. Nani MS cộng 5 dự bị này. Đó. Layout dự bị nữa. Layout là mùa này dự bị 20 tỷ quá ngon luôn. Đó. Thì anh em mua cho đội hình nó dày dày lên một tí anh em ạ. Tôi nghĩ là đội hình này quá ngon so với tầm tiền rồi. Thế thôi anh em, hôm nay tôi nghĩ là mình tạm đây thôi. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi, ngày hôm sau mình trở lại với Bồ Đào Nha này. Thì gần như là tất cả nhân sự mình mong muốn đã về vô cùng đầy đủ rồi. Và bác chủ bác ấy còn có thêm một lựa chọn nữa ở hàng công. Thay đổi con đi để trở về và nâng cấp thành con EU24. Thực sự con này đúng món quà cho anh em. Ngày xưa đu đỉnh 800, bây giờ chỉ còn lại là 200 tỷ mà thôi. Ronaldo dù sao thì khi mà full kịch level cũng có một chỉ số tương đối đẹp với mùa giải này các bạn nhé. Dứt điểm 132, chọn vị trí 132, lực sút tốt. Nói chung Ronaldo 255 thì mình nghĩ không có vấn đề về không dứt điểm. Đầu tàu hoàn toàn là uy tín với tầm tiền 200 tỷ bây giờ. Eusebio sẽ hỗ trợ ngay phía sau và đôi cánh sẽ là Future BTB cộng 8 và Rafael Leao của mùa EU24. Bộ đôi tiền vệ phòng ngự là Cancelo và Renato Sanchez đều là những lựa chọn rất ngon ở vị trí này ở mức thẻ cộng 7. Pepe cùng với Ruben Dias sẽ là cặp trung vệ với Semedo bên phải và Nuno Mendes bên trái đều ở mức thẻ cộng 7 các bạn nhé. Nhìn chung là tất cả cái hệ thống này của mình đều có chỉ số tổng là 120 hết. Một hình gần như không có bất kỳ một điểm yếu nào. Rui Patricio sẽ là ở vị trí gác đền. Với mùa cap mùa này có 1 đối 1 thì mình cũng cực kỳ là yên tâm luôn. Hai lựa chọn dự bị hiện tại bác chủ đang có là Figo BTB và Nani của mùa EBS. Tương đối là ổn nhá. Nhưng mà tự nhiên không hiểu sao bác chủ lại có thêm hơn 300 tỷ. Bây giờ mình không biết là phải làm cái gì nữa. Nếu như mà dư thêm tiền thì chắc là anh em phải nâng lên con EBS 8 này của Renato Sanchez nhá. Còn nếu như đúng cái form 500 tỷ thì mình nghĩ là anh em giữ đúng cái form như thế này là cực kỳ đẹp rồi. Rồi không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với sức mạnh khủng khiếp nhất của Bồ Đào Nha. 500 tỷ này. Chơi. Rồi đã đây anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình Bồ Đào Nha này. Ronaldo. Ronaldo vút. Ua. À, quả này đi bú kìa. Ui dã man, Eusebio không có một thằng nào có can thiệp đủ để ngăn chặn Eusebio cả. Phải đầu căng nét. Ronaldo. Ronaldo. Đó. Một bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp của Rafael. Quẩy tâng bóng lên trời thì buồn cười nhỉ. Eusebio. Vỡ đầu củ tỏi. Ui, dễ nhỉ. Tính ra cụ đá rất dễ đá các bạn nhé. Cụ BTB với hai chân 5 năm.
kỹ năng giữ điểm thượng thừa. Mày đó. tình người ở đâu vậy Ronaldo kìa. Vùng của em đây như kẻ chỉ, đỡ hộ cái. Ok, Rafael. Đủ. Đủ cái tốc độ. Đỡ à? Đỡ à? Thế bị ơi. Cày thế nhở. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tốc độ của Eusebio. Eusebio. Đỡ kìa, vội thế. Semedo. Rồi, Fucho nổ của máy nào. Fucho chạy thì mắt máy rồi. Hay quá nhờ. Cancelo. Ôi quả đánh ra ngoài được kìa. Rồi Ronaldo, Ronaldo. Mày đó. Gần như là không thể ngăn cản. Xe là bậy. Một EU24 này tầm 200 tỷ mình nghĩ là đáng trúng tiền nha. Một lựa chọn tốt nhất dành cho hàng công của Bồ Đào Nha trong phong tiền đó rồi. Bám đầu phụ trợ. Cái đầu của Ronaldo ngoan chưa? Chưa ngoan tí nào. Casano. Trời ơi, ngon trống luôn mà. Rồi Ronaldo. Ronaldo. Qua luôn thằng này. Mày đỡ được. Một pha đi bóng cơ bản của Serie A 7. Tỷ số là 2-0. Quá dễ dàng. Nuno. Ronaldo. Ronaldo. Đỡ đi. Trời ơi, pha FD đập cột kìa. Đau điên luôn mà. Eusebio. Ronaldo. Ronaldo. Trời ơi, Ronaldo nó dứt điểm tinh tế dã man. 120 về dứt điểm thì pha quy đề đó là quá đơn giản rồi. Nhìn mê nhỉ, nhìn mê nhỉ. Mày đó. Ronaldo mùa này sút ghê thế nhở. 130 mấy về dứt điểm thì thực sự là những pha FD này dễ như ăn kẹo với Ronaldo. Hay quá nhờ Ronaldo. Tốt nhờ. Và đó là cái chân phải của Fucho. Rất êm ái nha. Sút quả qua háng luôn mà. Ronaldo. Vỡ đầu. Tình người nó ở đâu với Ronaldo trong những pha FD đây. Gần như sút là ăn mừng. Sợ thật. Rồi chúng ta sẽ đến với trận cầu này. Vỡ đầu. Trời ơi, nó ke kìa. Rafael. Đường chọc khe này dành cho Eusebio. 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 Quả này với. Một pha trích bóng êm thật. Ai đây? Ai đây? Cái đầu kìa. Cái đầu này thì dễ quá với Rafael rồi. 2-0. Rồi, Eusebio. Eusebio. Vỡ đầu. Khó nhỉ. Pha FD như thế này gần như là không thể ngăn cản. Chất. Rafael. Vỡ đầu. Vai cả đái về tụ sạn chết kìa. Thằng này mà lên cộng 8 nữa thì không biết là nó sút còn như thế nào nữa đây. Ui. Sút quả bóng như thế thì chịu. Rồi Ronaldo. Khó đấy nhở. À, Ronaldo nó dứt điểm sợ thật đấy. Nhìn đê đê trong vòng cấm kìa. Nó cháy chưa. Đây rồi, đây rồi.
được quả này. Như phá lưới đội bạn là như vậy. Công nhận hàng công của Bồ Nha này có những con hàng dứt điểm hay thật, đặc biệt là Eusebio và Rondo. Rondo vỡ đầu chưa? Sợ thật đấy, gần như là FD được là chết.